Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Và trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng đi tìm hiểu về tín hiệu SOS nhé. Thứ nhất, SOS là gì? SOS thực chất là mã Morse thể hiện tín hiệu nguy hiểm và cầu cứu khẩn cấp. Thứ hai, SOS ra đời từ khi nào? Tín hiệu SOS được thông qua bởi chính phủ Đức vào ngày 1 tháng 4 năm 1905 và trở thành tiêu chuẩn quốc tế vào ngày 1 tháng 7 năm 1908 theo Công ước Radio Telegraphic. Và cho đến nay thì SOS vẫn được công nhận là tín hiệu cầu cứu dễ được sử dụng nhất. Nhiều người cho rằng SOS là cụm từ viết tắt của một số câu cầu cứu như Save Our Ship, Save Our Soul hay Send Out Succor. Tuy nhiên trên thực tế thì SOS không phải cụm từ viết tắt và cũng không có ý nghĩa cụ thể nào cả. Tín hiệu này được sử dụng đơn giản là bởi vì nó dễ nhớ, dễ gửi đi và dễ nhận biết. SOS cũng là tín hiệu có 9 yếu tố duy nhất trong mã Morse khiến nó rất dễ được nhận biết. Trong mã Morse, SOS được mã hóa thành 3 chấm dài, 3 chấm ngắn, 3 chấm dài. Không chỉ là tín hiệu cầu cứu bằng âm thanh, SOS còn được biết đến như là tín hiệu được mã hóa bằng thị giác. Nếu như bạn có một chiếc đèn pin, bạn có thể phát đi một đoạn tín hiệu cầu cứu bằng một đoạn mã hóa bao gồm 3 lần nháy đèn ngắn, 3 lần nháy đèn dài, 3 lần nháy đèn ngắn giống như trong mã Morse. Ngoài ra, 3 chữ cái SOS có thể viết lên bề mặt đất hoặc bất cứ bề mặt nào để phát đi tín hiệu cầu cứu, bởi vì 3 chữ cái này có thể nhìn ngược hoặc nhìn từ trên xuống đều không thay đổi ý nghĩa. Do đó, đến bây giờ SOS vẫn được công nhận là tín hiệu dễ sử dụng và phổ biến nhất. Và tiếp sau đây là một số tín hiệu cầu cứu thường được sử dụng. Thứ nhất, nguyên tắc 3 ngắn, 3 dài, 3 ngắn. Đây chính là mã hóa SOS trong mã Morse. Thứ hai là sử dụng mật mã module. Trong mật mã module, chữ cái S được mã hóa thành số 22, chữ cái O được mã hóa thành số 16. Như vậy, 3 chữ cái SOS sẽ được mã hóa thành dãy số 22, 16, 22 trong mã module. Thứ ba là sử dụng điện thoại có hệ điều hành iOS. Vào phần cài đặt, chọn phần SOS khẩn cấp, bật chế độ gọi bằng nút sườn, thoát ra ngoài. Khi gặp trường hợp khẩn cấp, ấn vào nút sườn 5 lần. Và clip của mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy subscribe và chia sẻ. Nếu như có thắc mắc gì, hãy comment ở ngay phía dưới video nhé. Xin chào!